Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình 4 cây sứ ghép nữa ha. Lô này là lô số 4 các cô chú anh chị mình ơi. Lô số 4 ha. Lô này cũng còn có 4 cây 4 màu và 4 mặt hoa ha cô chú anh chị mình. Dạ, cây số 1 là mình có 2, 4, 6 nhánh. Cây số 1 mình có 6 nhánh. Cây này có tên là hoa kiếp đỏ đen ha cô chú anh chị mình. Màu đỏ cánh đơn ha. Mà hoa rất là gộ bông hoa chùm ha cô chú anh chị mình ơi. Kiếp đỏ đen, hoa màu đỏ đỏ đậm á chú anh chị mình. Đó. Cây này là có 4 2 4 6 nhánh. Cây số 1, cây số 2 là hoa Vĩnh Lộc 16 ha cô chú anh chị mình ơi, bo tược rất là dài luôn ha. Dài khỏe ha. Cây này có 3 nhánh ha cô chú anh chị mình ơi, 3 nhánh nhưng mà nó lên là 4 5 tược ha. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình, cây số 2. Rồi cây số 3. Cây số 3 này con ghép hai loại hoa. Một loại hoa là Thủy Tiên với lại San Noel. Thủy Tiên với San Noel nha cô chú anh chị mình ơi. Cây này có 2, 4 4 nhánh nha cô chú anh chị mình. Thủy Tiên với San Noel. Cây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị mình. Đó. Lô 250.000 thôi nha cô chú anh chị mình ơi, tranh thủ mua nha. Số lượng con cũng còn có rất là ít ha. Còn hoa nào thì con like cho cô chú anh chị hoa đó ha. Cái này là con lựa mỗi lô vậy là bông nó khác nhau, không có trùng bông hết cô chú anh chị mình ơi. Rồi cây số 4. Cây số 4 này con ghép an lạc với vàng mà vàng thơm hết cô chú anh chị mình. Cái này có một tược là vàng thơm hết mà bông là tàn rồi. Vàng thơm với lại bông an lạc hết cô chú anh chị mình ơi. Cây này có 2 4 nhánh. Rồi. Lô này có 4 cây vậy như hình nha cô chú anh chị mình ơi. Củ hoàn toàn là không bị gì hết nha cô chú anh chị mình. Củ là nguyên hoàn toàn ha, không bị thẹo dích gì hết trơn. Tại vì con bán để con lấy chỗ để mà con làm sứ lớn thôi, chứ thật sự ra bán cái này là bán lỗ vốn nha cô chú anh chị mình. Chăm sóc lên cái công mình chăm sóc lên cái cây mà nó khỏe gì là rất là khó ha cô chú anh chị mình ơi. Đó, cô chú anh chị em nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau.